đây, đây là một quán đồ ăn mà Nhi chấp nhất từ khi lên Sài Gòn tới giờ. Nhi đi ăn ở rất nhiều quán ăn bán đồ Thái, nhưng mà đây là quán mà Nhi cảm thấy là bán đủ tất cả các món nổi tiếng của Thái, mà lại là bán cái vị giống của Thái nhất và ngon nhất. Ngoài ra còn một điểm đặc biệt nữa, đó chính là doanh thu ở đây một ngày nó lên đến gần 20 triệu, tính ra là một tháng gần 1 tỷ đồng. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân Nhi khám phá xem là thật sự quán này có đặc biệt như lời Nhi nói không nha. Let's go. Thank you.
quay phim. Cameraman của mình đang kiểu kiềm chế. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng mình xử hết một hai món này rồi mình tới cái này nha. À, mình nghĩ là mình nên thử cái này để nó nguội ủng á. Công giùm. Các món cái muỗng này cô. Ba cái muỗng. Mấy cái này thì mình chờ được nhưng mà cái này còn nóng mình phải ăn. Quay qua quay mau kìa. Cay bật rợn người luôn con. Con dặn ít cay rồi đó. Đây. Cay. Chưa. Còn một miếng gỏi đây. Có ngò gai nè. Cái này là cái gì? À xả hả? Xả. Rồi có tôm. Đây. Ở trong đây có tôm nha. Cái này là cái gì ta? Sò huyết hả cô? Nani? Dạ, sò ngao. Ngao, rồi ôi. Biết sao không mọi người, tại vì đi ăn ốc toàn ăn càng cua càng ghẹ không mà. Cho nên kiến thức về ốc rất là hạn hẹp. Ui, cái lưỡi mà bây giờ cay quá, mình không biết là mình đánh giá đúng cái vị của tâm dâm không nữa. Có cảm giác hình như trong đây có nước cốt dừa thì phải. Kiểu nó hơi ngọt ngọt, thanh thanh của cái vị nước cốt dừa đó. Cái mùi của nó sẽ gắt hơn và khi ăn thì nó kiểu có cái cảm giác nó đã hơn. À, xuất sắc luôn. Tại vì mình loại ít cay cho nên là nó mình cảm nhận được rõ vị ngọt của nó. Ok, bây giờ mình sẽ cùng cameraman xử hết 3 món này, sau đó sẽ tới những món này nha. A few moments later. Bây giờ mình đã xử xong 3 món đầu rồi, bây giờ mình sẽ tới miếng đầu hải sản nha, với lại cơm lam. Đây. Mình sẽ trộn lên. Cái nước này cực kỳ ngon nha, mà rất là vừa ăn. Nếu mà ai ăn được cay thì sẽ ngon hơn. Mình không ăn được cay, mình dặn cay ít. Ai mà ăn được cay, cái này mà kiểu như để cái vị bình thường á, đừng có chỉnh cái độ cay của nó là trời ơi phê lắm. Mà hiện cái mình ăn mình kiểu mình cay mà mình uống nước mình no luôn á, cho nên là thôi ít cay thôi. Đây. Rồi mày ăn đi. Trời ơi. Rất nổi luôn đấy. Bonnie đã bóc ra một con tôm rất to. Mày thấy cái vị nó làm sao? Chua.
vị đúng đặc trưng của Thái luôn. Mà nó không bị cay gắt như kiểu cái gỏi vừa các bạn ơi. Cái miếng này rất ngon. Mình cảm giác nó vẫn giữ được cái vị chua chua cay cay của đồ ăn Thái nhưng mà nó không bị cay gắt quá. Phù hợp với các bạn mà ăn đồ ăn được. Đồ ăn Thái Việt Nam mà các bạn đã ăn được cay á. Kiểu cái đồ Thái ở quán này rất phù hợp với người Việt Nam. Nó không có bị cay sòng sọc lên như hôm mình ăn ở Thái, trời đặc ơi. Đặc biệt là mình không ăn được cay. Mà mình ăn được cái món này các bạn ăn được. Nó giống mình đó mọi người. Nó giống mình, nó không ăn được cay, nó giống mình. Ở đây sáng nay thì mình sẽ ăn luôn cái món cơm lam này nha. Hôm bữa trong vị sao Duyên Mập như có xuất hiện cái món này nè. Cái này sẽ được nướng. Lúc này nóng ngon lắm nhưng mà mình bị nôn ăn cái này hơn. Nên là cái phần cơm nó khô lại một chút xíu. Con thì có lâu ra có một sự kết hợp tuyệt vời lắm kìa. Mà cái này ăn kìa nếp lắm, như ăn sôi mà ăn với cái này nó không bị ngán. Mà cái thịt này nên nếm rồi vừa ăn nha. Được rồi. Mà thế là từ xong giờ chán miệng bằng là một món đặc sản cực kỳ đặc biệt là xôi xoài. Ở đây là xôi xoài, mình sẽ ăn món chán miệng cuối cùng. Ở đây mình có nửa trái xoài bên đây. Mình lên xôi, nước cốt dừa và mè. Ôi, nghe cái mùi đã lắm nha. Xoài này bằng ngọt nữa, không biết ăn sao luôn á. Ăn món này giảm cân nha. Ăn cái này chắc chắn giảm cân. Xoài cũng có đường mà nước cốt cũng béo. Bao giảm cân nha mọi người. Bao giảm cân nha mọi người. What the hell. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới. À quên nữa, địa chỉ của quán là 95 Huỳnh Đình Thai ở quận Bình Thạnh. Nhớ nha, nếu mà các bạn cũng muốn ăn thử những món này để có một trải nghiệm the best giống Nhi thì nhớ đến đây nha. Ok, bye bye.